Hàng trăm năm nay, ăn bánh gừng vào mùa đông là cách làm nóng cơ thể hiệu quả. Và đây đã trở thành một trong những lý do khiến cho món ăn này không thể vắng mặt trong lễ Giáng sinh của các nước phương Tây. Và sau thời gian dài, món bánh gừng đơn giản ngày nào đã trở thành một truyền thống được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật như Thành phố bánh gừng. Đặc biệt hơn, tác phẩm này còn được lồng ghép thông điệp rất thiết thực trong thời đại ngày nay. Năm nay, thành phố bánh gừng được đặt tại khu dân cư Seaport ở New York, Mỹ. Sự kiện quy tụ hơn 50 kiến trúc sư, nhà thiết kế phong cảnh, nhân viên thiết kế cùng nhau sáng tạo nên chiếc bánh ấn tượng cho mùa Giáng sinh. Chủ đề của triển lãm năm nay là biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng và gia tăng bão lũ, cũng như các vấn đề liên quan đến nước như khan hiếm nước. Triển lãm Thành phố bánh gừng vốn khởi nguồn từ thủ đô London của Anh từ 7 năm trước và thường diễn ra tại Bảo tàng Kiến trúc, một quỹ từ thiện thúc đẩy các ý tưởng thiết kế bền vững. Đây là năm đầu tiên sự kiện này diễn ra ở nước ngoài. Ở đây chúng ta có những con sông, dòng suối nhỏ, trong đó là nước thật. Chất lỏng màu xanh chảy vào con sông tượng trưng cho những thay đổi về mực nước mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai, trừ khi có hành động càng sớm càng tốt. Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 7 tháng 1 năm 2024.